Xin chào các bạn, cuộc tranh luận Tổng thống hồi cuối tháng 6 giữa Tổng thống Joe Biden và ông Trump khơi màu hàng loạt bước ngoặt. Ông Biden lao dốc, ông Trump vượt lên và sự đổi ngôi trong nội bộ Đảng Dân Chủ. Giới phân tích tiếp tục nhìn vào cuộc tranh luận vào tối ngày 10 tháng 9 với câu hỏi liệu có đòn kết liễu nào được tung ra? Cơn sốt Harris dần nguội trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ Đường kim phó tổng thống Kamala Harris đang tận hưởng quãng thời gian ngọt ngào nhất sự nghiệp chính trị khi trong một tháng dưới, bà lột xác từ chỗ bị đánh giá ứng viên thiếu nghiêm túc thành cơ hội lớn để đảng Dân Chủ ngăn chặn sự trở lại Nhà Trắng của cựu tổng thống Donald Trump. Kể từ khi ông Biden ngừng tranh cử, các kết quả khảo sát cử tri cho thấy tỷ lệ người đi bầu cử ủng hộ bà Harris tăng liên tục. Theo kết quả khảo sát toàn quốc vừa được báo New York Times phối hợp cùng Đại học Siena công bố, vào ngày 8 tháng 9, tỷ lệ ủng hộ của ông Donald Trump chỉ còn hơn bà Harris 1%, 48% và 47%. Kết quả của nhiều khảo sát khác cũng cho thấy hai ứng viên hơn kém nhau xấp xỉ 1 đến 2 điểm phần trăm. Với việc kết quả khảo sát có sai sót lên đến 3 điểm phần trăm, có thể nói hai ứng viên đang ở thế bất phân thắng bại. Sự bất phân thắng bại này tiếp tục được thể hiện ở thái độ cử tri đối với hai người. Khảo sát của New York Times cho thấy khoảng 46% người được hỏi có cảm tình với bà Harris và 51% trả lời không. Kết quả đối với ông Trump gần như y hệt, với 46% cảm tình và 52% là không. Báo Politico nhận xét, sau tuần trăng mật, chính trị ngọt ngào, đà tăng tiến của bà Harris đã chậm lại nhưng chưa dừng hẳn. Đối với ông Trump, dù đã trải qua một tháng dưới bị đánh giá là bết bát, song cựu tổng thống Mỹ vẫn cho thấy sự bền bỉ. Trước những kết quả trên, hai ứng viên đều muốn tạo ra sự khác biệt tại cuộc tranh luận sắp tới. Tuy nhiên, bà Harris được đánh giá sẽ phải đối diện với nhiều thách thức hơn đối thủ. Hơn 90% cử tri được hỏi khẳng định đã nắm được mọi điều cần biết về ông Trump. Trong khi đó, có đến 28% cử tri cho rằng cần tìm hiểu thêm về bà Harris. Nhiệm vụ của bà Harris tại buổi tranh luận sẽ là thuyết phục số cử tri này cùng với khoảng 5% cử tri chưa xác định sẽ bầu ai. Nếu làm tốt, tỷ lệ ủng hộ cho bà sẽ còn tăng. Ngược lại, bà có thể đối diện với kết quả hầm hiu như ông Biden. Chính sách kinh tế có cứu được ông Trump Trong hầu hết cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, kinh tế là vấn đề số một ở khía cạnh này, bất chấp những khó khăn bà Harris mang lại, ông Trump vẫn được đánh giá cao vượt trội. Trong khảo sát của New York Times, cao đến 55% cử tri tin tưởng ông Trump sẽ treo lái tốt nền kinh tế, trong khi chỉ 42% người được hỏi tín nhiệm bà Harris. Điều này đồng nghĩa chênh lệch lên đến 13% giữa hai ứng viên. Bất chấp những kết quả khả quan của nền kinh tế trong vài tháng qua, người dân Mỹ nhìn chung vẫn không mấy mặn mà với cách vận hành của chính quyền ông Biden. Bà Harris với tư cách cấp phó hiện tại của ông Biden không thể tránh bị chỉ trích phần lớn cử tri cho rằng bà Harris phải chịu một phần trách nhiệm cho việc giá cả tăng. Các vấn đề phát sinh khi quân đội Mỹ rút khỏi Afghanistan và cả những vấn đề tại biên giới Tây Nam Mỹ. Những chỉ trích trên có thể quy thành con số. Chỉ 25% cử tri cho rằng bà Harris có thể mang lại sự khác biệt so với thời ông Biden, trong khi có đến 53% người được hỏi tin tưởng ông Trump. Cuộc tranh luận Tổng thống hồi cuối tháng 6 giữa Tổng thống Joe Biden và ông Trump khơi màu hàng loạt bức ngoặt ông Biden lao dốc, ông Trump vượt lên và sự đổi ngôi trong nội bộ Đảng Dân Chủ. Giới phân tích tiếp tục nhìn cuộc tranh luận tối ngày 10 tháng 9 với câu hỏi liệu đòn kết liễu nào được tung ra? Hai bang chiến trường có thể định đoạt bầu cử Tổng thống Mỹ. Ứng viên Tổng thống nào chiến thắng ở hai bang chiến trường Pennsylvania và Georgia sẽ giành được lợi thế mang tính quyết định. Khi cuộc đua Tổng thống bước vào trạng cuối, các bang chiến trường không nghiêng hẳn về bên Dân Chủ hay Cộng Hòa ở Mỹ cùng Arizona 11 phiếu đại cử tri, Georgia 16, Michigan 15, Nevada 6, Bắc Carolina 16, Pennsylvania 19 và Wisconsin 10 trở thành tâm điểm. Hai ứng viên của Đảng Dân chủ và Cộng hòa đều đang tích cực vận động tại những bang quan trọng này. Người Mỹ không trực tiếp bầu tổng thống mà ủy quyền cho 538 đại cử tri, những người trực tiếp chọn ứng viên theo kết quả phiếu phổ thông của bang. Số lượng đại cử tri của mỗi bang được phân bổ dựa trên quy mô dân số của bang đó người chiến thắng là người giành được tối thiểu 270 phiếu đại cử tri. Không phải tất cả 7 bang, chiến trường đều có tầm quan trọng như nhau. Mỗi chiến dịch tranh cử đều có một số bang được cho là phải thắng trên hành trình đạt 270 phiếu đại cử tri. Đó là nơi mà ứng viên dành nhiều thời gian, năng lượng và tiền bạc. Joe Sonic, chiến lược gia đảng Dân Chủ, kiêm cố vấn của cựu Tổng thống Bill Clinton nói, có hai bang quan trọng trong cuộc bầu cử năm nay là Pennsylvania và Georgia. Nếu ông Trump có thể chiến thắng ở Pennsylvania, hoặc Harris có thể chiến thắng ở Georgia. Tôi nghĩ họ sẽ nhận đủ ủng hộ để chiến thắng cuộc bầu cử. Trump có thể thắng cử mà không cần Georgia, Harris cũng có thể thắng mà không cần Pennsylvania, nhưng con đường đó sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Lý do rõ ràng nhất khiến Pennsylvania và Georgia giữ vai trò quan trọng là hai bang này có số phiếu đại cử tri lớn, lần lượt là 19 và 16. Dựa trên kết quả bản đồ bầu cử năm 2020 và đánh giá nội bộ của chiến dịch Ông Trump có thể trở lại Nhà Trắng bằng cách chiến thắng ở ba bang chiến trường gồm Georgia, Pennsylvania và Bắc Carolina. Theo kịch bản đó, cựu Tổng thống có thể thua ở bốn bang chiến trường còn lại mà vẫn tái đắc cử. Bắc Carolina là nơi ông Trump đã giành chiến thắng cả năm 2016 và 2010. Đối với bà Harris, với lợi thế là Đảng Dân chủ vốn có sự ủng hộ truyền thống của hai bang đông dân California và New York. Việc giành được 16 phiếu đại cử tri của Georgia và 19 phiếu của Pennsylvania sẽ giúp bà dễ dàng tiến sát ngưỡng 270 phiếu đại cử tri. Chỉ cần giành thêm chiến thắng ở một trong bốn bang Michigan, Pennsylvania, Bắc Carolina hoặc Arizona, bà có thể trở thành nữ tổng thống đầu tiên của Mỹ. Ông Trump, bà Harris và các nhóm đồng minh của họ đã đổ 85,7 triệu đô la tiền quảng cáo vào bang Pennsylvania từ ngày 22 tháng 7, một ngày sau khi Tổng thống Joe Biden thông báo dừng tranh cử theo công ty theo dõi quảng cáo Ars Epoch. Trong khi hai chiến dịch tiêu số tiền tương đương nhau ở Pennsylvania, ông Trump và đồng minh được cho là đã chi mạnh tay hơn phe của bà Harris ở bang Georgia, với số tiền lần lượt là 25,4 triệu đô la và 17,5 triệu đô la. Quan chức chiến dịch tranh cử của ông Trump thừa nhận, cựu phó tổng thống khó thu hút phiếu bầu cử của phụ nữ da màu khi đối đầu với bà Harris. Thay vào đó, họ tin ông Trump sẽ có cơ hội tốt với nhóm cử tri nam giới da màu và gốc Tây Ban Nha ở các bang chủ chốt những người đang mệt mỏi vì lạm phát tăng vọt trong những năm gần đây. Tuy nhiên, bà Rina chiến lược gia Đảng Cộng Hòa cho rằng cuộc đua ở những bang chủ chốt này sẽ không được định đoạt bởi nhóm cử tri da màu hoặc gốc Tây Ban Nha, mà chủ yếu là nhóm phụ nữ da trắng. Kết quả khảo sát của Juan Street chỉ ra ông Trump dẫn trước bà Harris ở nhóm cử tri này với tỷ lệ 49% và 46%. Quan chức chiến dịch tranh cử của ông Trump tin chiến dịch của bà Harris đạt một số thành công ban đầu với sự phấn khích phi lý. Họ cho rằng đảng Dân Chủ thật ngớ ngẩn khi đang ăn mừng vì giành lại những cử tri đáng lẽ phải có từ khi ông Biden còn tranh cử. Tại Georgia và Pennsylvania, chiến dịch của cựu Tổng thống đang tăng cường vận động, mở văn phòng mới và đẩy mạnh tiếp cận cử tri. Họ muốn nhắm đến các nhóm cử tri có thể thuyết phục được những người không ủng hộ hẳn đảng nào và hiện chưa quyết định sẽ bầu cho ai. Chiến dịch của bà Harris đã xây dựng đội ngũ 1.600 nhân viên và 300 văn phòng tại các bang chiến trường. Nhóm của bà tin rằng điều này sẽ giúp tạo ra sự khác biệt Chúng tôi có thành tích chiến thắng trong các cuộc đua siết sao ở những bang chiến trường. Trong đó có Pennsylvania và Georgia. Thành tích của chúng tôi tốt hơn đội MAGA, Dan Cunningham, giám đốc chiến dịch của bà Harris tại các bang chiến trường nói, nhắc đến khẩu hiệu khiến nước Mỹ vĩ đại trở lại của Trump. Karninen dự đoán cuộc bầu cử tại bang chiến trường năm nay sẽ căng thẳng hơn, nhưng lạc quan rằng chúng tôi có nhiều con đường hơn họ. Rachel Reisner, giám đốc truyền thông của chiến dịch Trump tại các bang chiến trường, nói rằng người dân Georgia và Pennsylvania mong đợi Trump trở lại. Reznor nói, bởi họ muốn có tiền lương không phải là mức chỉ đủ trả cho hóa đơn, biên giới đảm bảo và khu phố an toàn. Ông Trump cùng Phó tướng Joe gần đây đã có các chuyến vận động tại Pennsylvania tìm cách lôi kéo cử tri khi cuộc đua vào Nhà Trắng bước vào hai tháng cuối. Cả hai đều tập trung tấn công hồ sơ của chính quyền Biden, Harris, về kinh tế và biên giới, hai vấn đề được cho là ưu tiên hàng đầu đối với cử tri. Khảo sát ở Pennsylvania cho thấy bà Harris và ông Trump đang cạnh tranh suýt xào. Bà Harris đang dẫn trước chưa tới 2%, theo tổng hợp khảo sát của fire 38, hai ứng viên cũng cạnh tranh gay gắt ở georgia song một số cuộc thăm dò gần đây cho thấy bà harris đang có động lực tốt hơn tại bang này tuy nhiên nhóm của ông trump lạc quan hơn về cậu chiến thắng brian Heer, cố vấn chiến dịch của ông trump nói ở pennsylvania và georgia trung bình các cuộc thăm dò cho thấy tổng thống trump dẫn trước ở cả hai nơi trên thực tế chúng tôi cảm nhận được động lực mạnh mẽ đang hình thành cho trạng cuối khi Đảng Cộng hòa đoàn kết ủng hộ Trump và liên minh ngày càng mở rộng với sự tham gia của nhiều người từng nghiêng về Đảng Dân chủ và cử tri độc lập. Chúng tôi đã sẵn sàng chiến thắng ở các bang chiến trường quan trọng này. Cảm ơn các bạn đã đón xem video. Nếu thấy video hay và thú vị, đừng quên nhấn like và đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.